đến nơi cô nhanh chóng sờ vào túi của mình. Một mảnh giấy nhỏ lại tiếp tục xuất hiện. Con số hôm nay là 12 và tờ giấy cô chuẩn bị trước đó cũng đã biến mất. Mọi thứ đang trở nên kỳ lạ hơn. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cô ấy nổi da gà. Cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Đã viết một lời cảnh cáo cho người phá rối cô. Dù cho cô làm cách nào thì những con số vẫn đang đến ngược. Xuống sông. Sau đó anh ta đến nhà của Kim Hera, nói tất cả mọi chuyện cho Kim Hera. Anh ta đã lợi dụng app hẹn hò để giết hại rất nhiều người, còn nói nếu như anh ta sớm gặp được Kim Hera, anh ta sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Kim Hera khuyên anh ta bắt đầu lại từ đầu. Người đàn ông ôm chặt cô ấy, không nói gì cả. Sau khi nghỉ ngơi một lát, người đàn ông mặc quần áo vào rồi rời đi. Kim Hera nói ngày mai sẽ đi tìm John Suk, cô ấy muốn xem bàn.
chuyện, Kim Hera chuẩn bị đi gặp Jong-suk, lập tức đi theo vị trí trên điện thoại của Kim Hera. Cô ấy có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cảnh sát dựa vào vị trí trên điện thoại lập tức xuất phát. Mà lúc này Jong-suk nhận được tin nhắn của Kim Hera, cô ấy đột nhiên có việc nên không đến được, nhưng người đàn ông hy vọng cô ấy có thể qua đó, dù đến muộn một chút cũng không sao. Jong-suk biết thời gian dành cho cô ấy không nhiều nữa. Lúc đó Kim Hera đột nhiên gọi video đến, Jong-suk thì nhấn nghe, anh ấy nói, tôi rất thích em. Jong-suk, anh có thể nói lại lần nữa không? Nghe được lời người đàn ông tỏ tình, Kim Hera bên kia rất vui vẻ. Đột nhiên có một bàn tay của người đàn ông, một dòng máu tươi chảy ra, chưa đợi Jong-suk kịp nảy số, lại thêm một dao đâm vào cổ. Lần này máu phun ra, người đàn ông bị ngã xuống đất, không ngừng kêu đau đớn. Jong-suk, anh có thể nói lại lần nữa không? Trên điện thoại Kim Hera không ngừng lặp lại câu nói đó, dù cho người đàn ông đã không còn thở nữa, câu nói Kim Hera vẫn không ngừng lặp lại. Mà Kim Hera thật sự đã cầm theo mảnh dao bỏ đi khỏi hiện trường. Không sai, người vừa rồi giết chết Jong-suk là Kim Hera. Những người mà bị Jong-suk hại chết đột nhiên gọi video đến cho Jong-suk, tất cả đều do chị Kim sử dụng kỹ thuật đổi mặt AI để đe dọa Jong-suk. Cô ấy dùng cách đó để nói chuyện với Jong-suk làm anh ta mất tập trung, sau đó ra tay từ đằng sau. Mà cô ấy cố tình để điện thoại trên xe để cho tài xế đi dạo một vòng quanh thành phố, mục đích chính là